Xin chào mọi người nha, mình đang nấu canh mùng tơi nha mọi người. Thì cái nồi nước này là mình đã để chả cá và dinh vô cho nó sôi nó chín nè. Bây giờ mình để rau vô mọi người. Thì mùng tơi á, mình ruộng dây á, cho nên già có, non có, trái cái trái mùng tơi cũng có. Như mấy cái rau là dạng như mấy cọng rau má, rồi rau sam rồi đó mọi người. Thì mình hái hết luôn nha. Tại mình dọn mấy cái chậu chậu rau trên sân thượng á, cho nên mình có gì mình cũng để vô mình nấu ăn luôn nha mọi người. Nấu này thì nó không có hấp nhìn, không hấp dẫn, nhưng mà ăn như giống như mình ăn giống như vị thuốc chứ thôi nha mọi người. Thì ăn cũng đơn giản nhưng mà ngon luôn á. Xin mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha. À, mình không ăn cơm mọi người, mình ăn hết cái tô này là được rồi. Thì chả cá này thì bạn mình cho, thì hôm bữa mình nấu bí ngòi còn á, người hôm nay mình sẽ nấu canh với mùng tơi, ăn đơn giản như thôi mọi người ơi. Thì chúc mọi người buổi tối ngon miệng nha. Lòng đau nghe môi mặn đắng trách con.